Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc Honda CB 1300 2021 phiên bản cao cấp SB chuẩn bị được ra mắt. Các chiếc Honda CB 1300 2021 và CB 1300 Pulse 2021 sắp sửa được Honda Nhật Bản giới thiệu trong thời gian sắp tới. Theo thông tin chia sẻ thì cả hai chiếc xe còn được bổ sung thêm một phiên bản SB với nhiều cái điểm nổi bật hơn, và hãy cùng chờ xem nhé. Dựa vào những cái thông tin sơ bộ thì cái chiếc CB 1300 2021 và CB 1300 Pulse 2021 sẽ có ngoại hình tương tự như phiên bản hiện tại, nhưng sẽ có một chút sửa đổi về phần màu sắc. Cụ thể sẽ cả hai sẽ sử dụng cho mình cái khung màu đỏ tươi trông là nổi bật thể thao hơn. Đối với những góc ảnh mà chúng tôi nhận được thì phiên bản SB 2001 sẽ sử dụng cho mình cái khung màu đen, nhưng các thiết bị khác được nâng cấp chẳng hạn như phần rainbow hoặc hoa điện vân. Hiện tại thì vẫn chưa có những thông tin tiết lộ về thông số kỹ thuật của cái chiếc CB 1300 2001 và CB 1300 Pulse 2001 có được nâng cấp gì hay không. Lịch ra mắt sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Mẫu thông tin mới nhất về cái mẫu xe này sẽ được chúng tôi cập nhật clip tiếp theo. Mãn nhãn với KS lên cái dàn đồ chơi cực kỳ ấn tượng, hút được ánh nhìn. Cái mẫu xe con tay 2 tỷ KS đã vô cùng giá trị. Một chủ nhân chiếc xe này còn chia ra khoảng là 100 củ để tân trang lại tổng thể chiếc xe. Đặc biệt nhất là có combo nằm ở dàn chân với những món đồ chơi đến từ các đường đám như Rainbow, Racer Boy và cả Nitrin. Các bạn cùng xem chi tiết nhé. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm nắng Rainbow Costa để kiểm soát hành trình phanh trước của con xe. Thiệp đến từ Rainbow của Ý đã quen thuộc anh em chơi xe, có thể là hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Cái mẫu Costa là phiên bản nâng cấp từ cái dòng AZ19, nhưng ngoại hình góc cạnh và mẫu hơn. Cái phần tay con là những gì mình nói đến ở cái phần tiêu đề. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm Rainbow AZ kết hợp cùng chiếc Bencon Racer Boy để áp dụng cái công nghệ là con hơi lực cho cái chiếc xe yêu, giúp lực bóp con cho nên im ắng nhẹ nhàng hơn, tích hợp cho các dòng xe đã làm lại cái nội độ. Ngoài ra còn có cái cụm tăng tốc, cụm công tắc trái thiệu đến từ Domino của Ý, không chỉ ưa chuộng ở Việt Nam mà sản phẩm còn đông đảo những anh em chia xe ở bên Thái Lan cũng sử dụng trên hầu hết các dòng xe kia đông trận. Với sự cúp mặt của cây chịu lực Matrix kẹp sườn là một sản phẩm đem lại cho các bạn khả năng ổn định chống lắc phần đầu xe một cách tuyệt đối. Đuôi chạy lực có kèm cái nấm chỉnh kém 16 nấm chỉnh nặng nhẹ khác nhau. Cái dàn chân trước sau đều hướng tới cái dòng heo dầu Rainbow Bridge 2 bit đối xứng kết hợp cùng với đĩa Racortex tạo ra cái sự sang trọng thẩm mỹ tới đỉnh cho cái phần dàn chân. Độ chịu chi của người chủ còn được hiện rất rõ qua cái cụm bên đạp bình dầu liền Rainbow cực kỳ ổn định cho cái phần bánh sau và điều cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xuống cái dàn chân ta còn thấy ngay cái cặp mâm Racer Boy CNC phiên bản version 1 đã bị ngừng sản xuất rất lâu, hiện đang được anh em chơi xe sang tặng đến nhau một mức giá siêu khủng khiếp. Dàn chân còn tăng thêm có chút sang chảnh với cái cục Nitrin tích hợp bình dầu rời được sản xuất tại Anh Quốc, có mức giá thành cao gấp đầu so với mẫu Holden được anh em chơi xe ở trong nước cũng rất ưa chuộng. Cảm ơn các bạn hãy giờ đích này và tiếp nhớ like và subscribe.